Xem chia tay xin kính chào quý anh chị nhé. Trong suốt thời gian gần đây thì có một số anh chị nhắn tin hỏi xem chia tay là vì sao trên lòng bàn tay của những anh chị này sở hữu vân chia tay thuyền bát nhã, cả hai bàn tay rất rõ rất đẹp, nhưng vì sao trong cuộc đời gặp nhiều cay đắng và nợ nần, đôi khi lại bị người khác lừa gạt. Thì hôm nay xem chia tay hữu duyên sẽ nói về ý nghĩa vân chia tay thuyền bát nhã sẽ gặp những cái gì, ra sao, như thế nào trong suốt quãng đời nhé. Thì trên kênh của xem chia tay nói về thuyền bát nhã rất là nhiều, cho nên là anh chị cố gắng tham khảo thêm nhé. Những anh chị mà có vân chia tay thuyền bát nhã thì từ tiền vận thường sẽ trải qua nhiều sóng gió trong cuộc đời, và đặc biệt là lúc tiền vận á, thì những anh chị này chập chững bước vào đời, cho nên là với nhiều bỡ ngỡ và dễ bị người khác là lừa dối, đôi khi là bạn bè ha. Và tuy nhiên thì những anh chị này mà khi trải qua khá là nhiều thăng trầm biến cố thì những anh chị này sẽ trở thành một người rất là thành công trong cuộc sống, và hầu hết thì những anh chị này sẽ đạt được những gì mình mơ ước. Ví dụ như là những anh chị này đang mơ ước mua nhà, mua xe, cưới gả, hôn nhân hạnh phúc thì có lúc sẽ thành công rất là mỹ mãn, và đa số thì những anh chị này tâm tu hướng thiện hết 90%. Và chỉ tay thuyền bát nhã trên cả hai lòng bàn tay đã sớm định đoạt rằng là những anh chị này sẽ đạt được thành công như ý bắt đầu từ tuổi 39 về năm 2. Và hầu hết là những anh chị này sẽ được ơn trên phú cho một cái tài năng rất là giỏi. Đặc biệt là những anh chị này sẽ tận dụng tiềm năng để tạo ra sự lợi nhuận và làm giàu cho bản thân hoặc là giúp đỡ cho người khác rất là nhiều. Ý nói đến là khi mà ai hùng hạp đầu tư vốn liếng làm ăn với những anh chị này thì những anh chị này thì cầm một vốn nhưng mà có thể thu về tận 4 lời và giúp đỡ cho người khác rất là nhiều nha. Nếu những anh chị nào mà sở hữu vân chia tay thuyền bát nhã mà chưa đạt được thành công như mong muốn thì đừng nên nản chí nha, và hãy cố gắng là nỗ lực. Và trong tương lai thì những anh chị này trên đoạn vị thánh dưới gánh vị trần, có tài, có quyền, có tiền, có thế trong tương lai nhé. Và những anh chị này rất là thành công trên con đường công danh và sự nghiệp. Và tương lai sau này thì nhà cao cờ rộng, đất cát cò bay tán cánh. Khi thời điểm may mắn của những anh chị này bắt đầu từ tuổi 39 về năm 2 thì những anh chị này sẽ gặp nhiều may mắn thuận lợi lắm. Còn lúc tiền vận thì sẽ gặp nhiều sóng gió. Khi mà trung vận đi lên thì khoảng thời gian sẽ được là ơn trên bù đắp và giúp sức cho những anh chị này. Và chế tay thuyền bát nhã thì rất là hay ha. Ý nói đến là trong cuộc sống những anh chị này sẽ có một trực giác biết trước được sự việc sắp xảy ra, hoặc là những anh chị này sẽ là đối đầu với những cái gì khó khăn thì những anh chị này cũng đều là vượt qua được, dù cho là gặp sóng gió hay là gặp gì đi chăng nữa thì những anh chị này có thể là vượt qua một cách rất là nhanh gọn lẹ, và sức khỏe của những anh chị này thì rất tốt, ít khi đau bệnh hay là ốm yếu lắm. Và đa số thì những anh chị này sẽ được thăng tiến cấp trên trọng dụng và làm ăn việc gì cũng đều thuận buồm xuôi gió mà đáo thành công bắt đầu từ tuổi trung vận. Và những anh chị này sẽ thực hiện được những ước mơ và những hoài bão của mình. Và bên cạnh đó thì những anh chị này thì không ngờ rằng sự may mắn cứ đến với những anh chị này rất là nhiều bắt đầu từ tuổi trung vận, đó là tuổi 39 về đến 52. Thì những anh chị này thì có nghề nghiệp ổn định ha, và theo rất là nhiều phương hướng để làm ăn khác nhau. Và đặc biệt thì những anh chị này sẽ được là cấp trên đồng dụng, tăng lương lên chức và đánh giá rất cao, và được là ưu ái cho đi đây đi đó châu châu Á để tham quan du lịch hoặc là ký kết hợp đồng. Và những anh chị mà có vân chia tay thuyền bát nhã thì sống rất là chân thật, chân tình. Và những anh chị này thì không bao giờ mà lừa dối một ai. Và khi có tiền, có quyền, có thế thì những anh chị này vẫn là một người rất là đoàn hoàng và lịch sự, và tôn trọng mọi người và giúp đỡ mọi người và hỗ trợ mọi người trong mọi việc. Và đôi khi thì những anh chị này có một cái bản tính là trung trực, ngay thẳng, khó. Đó là những lúc anh chị này bị trầm cảm ha. Và những anh chị này thì đôi khi lo cho gia đình, lo cho vợ con, lo cho gia đạo, hoặc là lo cho người nhà, bạn bè, hoặc là lo cho người thân, hoặc là lo cho tất cả mọi người xung quanh. Thì cho nên là đôi khi là bị rớt vào những cái giai đoạn là trầm cảm và khó tính. Cho nên là những anh chị này mà khi khó tính một chút đó thôi, rồi những anh chị này sẽ ổn định lại ha. Cho những anh chị này không có là khó tính lâu. Về hậu vận sau này thì đặc biệt hơn là những anh chị mà có vân chia tay thuyền bát nhã thì không cần lo về vấn đề cơm áo gạo tiền, vì trong cuộc sống như được thần tiên giáng thế giúp sức, cho nên là những anh chị này sống sẽ có cuộc sống rất là đầy đủ, hạnh phúc, sung túc. Và điều này sẽ có kết quả là tương xứng cho những anh chị này, vì những anh chị này rất hiền, có hội đạo đức, có tâm tu hướng thiện và có năng lực, cho nên là được ơn trên phú cho một tài năng, đó là trên lo vị thánh dưới gánh vị trần, có mạng cầm quân dẫn tướng nha. Và đa số thì những anh chị này sẽ làm
những ngành nghề như là quân y và cũng như là y dược sĩ, bác sĩ tài ba và phong phú, cứu và chữa bệnh cho được rất là nhiều người. Phần lớn thì những anh chị có vân trái tay thuyền Bát Nhã thì đàn ông sẽ có tiền, có quyền, có địa vị. Và thuyền Bát Nhã này thì những anh chị rất là thông minh và giỏi tính toán và quản lý tiền bạc rất là tốt, và biết chi tiêu, tiết kiệm và giúp ích cho rất là nhiều người. Trên con đường công danh sự nghiệp thì những anh chị này một ngày một thăng tiến và luôn luôn là cẩn trọng trong công ăn việc làm của mình, thì những anh chị này ít khi mà rớt vào những cảnh là lỗ hoặc là thất thoát. Dù cho là tài chính khi đã ổn định rồi thì những anh chị này vẫn là tiêu tiền một cách biết kiểm soát, không có quăng tiền qua cửa sổ nha. Và đa số thì những anh chị mà khi có quyền, có tiền, có thế thì hay làm lành, lánh dữ, làm việc thiện nguyện và quan tâm tới người khác. Và đặc biệt hơn hết thì những anh chị có vân trái tay thuyền Bát Nhã rất là thông minh, có khả năng là kiềm chế rất tốt và luôn luôn là học hỏi, độc lập, tự chủ, ít khi nhờ vả một ai lắm và không phụ thuộc vào bất kỳ một ai. Khi những anh chị này mà lớn tuổi rồi thì những anh chị này có cuộc sống rất là an nhàn và được con cháu có hiếu, có thảo, có đạo, có tâm. Và những anh chị này thì có phương hướng để biết mình đang làm gì và thực hiện những gì. Khi mà lớn tuổi rồi thì những anh chị này giao gia sản lại cho con cháu, sau đó những anh chị này sẽ là một người tâm tu hướng thiện, tu tại gia hoặc là tu tại chùa. Và những anh chị này thì giúp ích cho con cháu, nhất là vấn đề kinh doanh. Thì những anh chị có phần chơi tay thuyền Bát Nhã thì có thể là con cháu sau này những anh chị này bày vẽ cho những cái hay. Cho nên là những anh chị này sau này sẽ có con cháu có địa vị, có tiền, có quyền, có thế, có địa vị ba đời. Nên vân trái tay thuyền Bát Nhã khi sở hữu trên lòng bàn tay thì những anh chị này rất là giàu có nha. Và đặc biệt thì có một số anh chị có vân trái tay thuyền Bát Nhã nhưng mà gặp nhiều trắc trở trong gai, khó khăn và bộn bề, rất là nợ nần, chất chồng, đôi khi là làm ăn khó lắm. Thì đó là những anh chị có vân trái tay thuyền Bát Nhã nhưng mà bị những cái vân trái tay khác cắt ngang, đang xen vào, chồng chéo lẫn nhau. Cho nên là những anh chị này có vân trái tay thuyền Bát Nhã không trọn vẹn. Cho nên là những anh chị này đôi khi là gặp nhiều trắc trở trong gai và không được thịnh vượng. Và khi mà sở hữu vân trái tay thuyền Bát Nhã này thì những anh chị phải cộng thêm đó là những anh chị phải làm việc thiện nguyện, tu nhân tích đức, hành thiện thì tương lai sau này mới được là rạng ngời nhé. Về đàn ông mà sở hữu vân trái tay thuyền Bát Nhã này thì cho thấy là những người rất là có tài năng và được ơn trên phú cho một cái năng lực rất là rõ rệt và rất là sắc nét. Và những anh chị này thì thẳng thắn và rất là nhạy bén, sành điệu và có trực giác rất là mạnh. Và những anh chị này có khả năng là tương tác, thu hút người khác phái và giúp đỡ cho mọi người rất là nhiều. Đó là nói đến những người đàn ông nhé. Và theo bằng tay mà có vân trái tay thuyền Bát Nhã, khi mà những chị nào sở hữu thì rất là hiền, của hào đạo đức và trăm anh đài cát. Và những anh chị này có trực giác cũng rất là nhạy bén nha. Và đa số thì những chị này có thuyền Bát Nhã thì rất hào hoa, đa tài, đa nghệ, nhưng mà tâm tu hướng thiện đôi khi là vấn đề hôn nhân hạnh phúc thì hơi lận đận. Về trực giác thì những chị này thì rất là tốt nha, và cũng ngang ngửa với phái nam. Về bàn tay có vân trái tay thuyền Bát Nhã thì những anh chị này sẽ gặp nhiều thâm trầm biến cố trong cuộc sống. Và những anh chị có vân trái tay thuyền Bát Nhã thì không cảm nhận được hạnh phúc nam nữ lâu bền là thứ nhất. Và bất kể sang giàu hay là nghèo khó hay là bất kể là ra sao thì những anh chị này từ lúc tiền vận thì sẽ gặp nhiều trắc trở. Và những anh chị mà có vân trái tay thuyền Bát Nhã thì cái điểm thứ nhất là khổ vì tiền và khổ vì tình, vì những anh chị này một mình lo liệu rất sâu, cho nên về vấn đề tiền tình thì những anh chị này rất là khổ nha. Và những anh chị mà có vân trái tay thuyền Bát Nhã thì cố gắng phấn đấu thì trong cuộc sống thì những anh chị này làm ăn có tiền đó, nhưng mà những anh chị này thì hay giúp đỡ người khác lắm, cho nên là về vật chất á, thì những anh chị này có càng nhiều thì đôi khi những anh chị này lại giúp đỡ cho người khác càng nhiều. Cho nên là đôi khi là những anh chị này gặp bạn bè lợi dụng, cho nên là sẽ có sự mất mát ở trong tương lai. Về những anh chị có vân trái tay thuyền Bát Nhã thì về cơ duyên thì cũng cho thấy là có duyên với đại đạo. Dù cho cuộc sống là những anh chị này có từng phạm giới, tuy là tiền vận lo cơm áo gạo tiền, đôi khi vì đồng tiền cho nên phạm giới ha, nhưng mà vẫn không sao, vì những anh chị này sẽ được các vị thần linh và cũng như là các vị thần tiên sẽ là giúp cho những anh chị này biết về đại đạo và tu nhân tích đức hành thiện và bỏ bờ mê quay về chánh đạo. Cho nên là những anh chị mà có vân trái tay thuyền Bát Nhã thì đôi khi là có phạm lỗi nhưng mà có thể là sửa sai sám hối nha. Về những anh chị có vân trái tay thuyền Bát Nhã thì tâm tu hướng thiện. Và những anh chị này thì đôi khi tự tiện vận thì không biết về Phật Pháp, đôi khi không có tu nhân tích đức hành thiện, cho nên cuộc sống của những anh chị này sẽ nếm rất là nhiều việc khổ ở nhân gian. Và để mà xua tan đi những cái khổ báo đó thì những anh chị này phải cố gắng là hành thiện, tu nhân tích đức
và ăn chay niệm Phật làm lành vái ban, thì tương lai sau này thì những anh chị này mới đạt được thành công như ý nguyện nha, và vượt qua được tai kiếp, và những anh chị này phải sám hối trong tiền vận mình đã làm sai. Về hình thức mà những anh chị mà có văn chế tay thuyền Bát Nhã thì rất là giỏi về vấn đề nhang khói cúng kiến cho ông bà tổ tiên, trên là vị thánh dưới cánh biệt trần, làm nhà lãnh đạo lo được cho muôn dân, có thể là có mạng cầm quân nhẫn tướng, và có mạng là ho ra bạc hạt ra tiền và tự tin cởi mở nha. Và những anh chị có văn chế tay thuyền Bát Nhã thì tuyết trẻ rất là giỏi tài giỏi nha, và có thể là làm một vị giám đốc hoặc là một chủ doanh nghiệp, có thể là giúp sức được cho rất là nhiều người và nâng đỡ cho được rất là nhiều người. Và những anh chị này thì khao khát là giúp sức cho mọi người nhé, giúp hết cuối cuộc đời thì thôi. Cho nên là những anh chị này rất là tự hào khi mà con cháu mà nhắc đến những anh chị mà có văn chế tay thuyền Bát Nhã thì rất là tự hào về là đứng phụ huynh của mình hoặc là cha mẹ ông bà tổ tiên của mình khi mà có văn chế tay thuyền Bát Nhã, thì những con cháu sau này rất là tự hào ha. Và những anh chị có văn chế tay thuyền Bát Nhã thì không bao giờ mà khi mà có tiền có quyền có thế thì không bao giờ mà hưởng thụ dục lạc ở nhân gian, và những anh chị này cả đời là ăn chay làm lành lãnh giữ và thương người đạo đức, cho đi không khi nào nhận lại. Sau này những anh chị này lớn tuổi giao lại gia sản, thì khi mà những anh chị này tu nhân tích đức hành thiện hết cả quãng đời của mình ở nhân gian, thì tương lai hậu vận sau này những anh chị này đã không còn tại thế, có nghĩa rằng là lúc anh chị này lâm chung sẽ được là tiên ông đưa đón về trời, hoặc là Quán Thế Âm Bồ Tát đưa thuyền Bát Nhã rước về Tây Phương tịnh độ anh chị nha. Vừa rồi là Sanh Chế Tay đã hướng dẫn cho anh chị đó là văn chế tay thuyền Bát Nhã trong cuộc đời sẽ ra sao như thế nào. Và hôm nay Sanh Chế Tay xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo nha.